Ngay sau buổi ra mắt hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn phim Lạc Giới tiếp tục có mặt tại thủ đô Hà Nội để giới thiệu với khán giả phía Bắc bộ phim điện ảnh thứ hai của nhà sản xuất Pincom Media tại cụm rạp Platinum Royal City. Lạc Giới là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài lưỡng giới một cách chân thực và đầy kịch tính. Chuyện phim xoay quanh mối tình tay ba đầy trắc trở nhưng cảm động, là sự giằng xé giữa một người đàn ông và một người đàn bà để giành lấy người đàn ông cho riêng mình. Phim hội tụ dàn diễn viên gạo cội như Trung Dũng, Mai Thu Huyền, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và những gương mặt mới: Hot Boy Bình An, siêu mẫu Vũ Tuấn Việt, Mai Hồ, người mẫu Mai Thu Trang. Em là một thành viên trong fan club của Bình An. Em biết thần tượng của mình đóng phim và em đã xem thông tin về bộ phim. Em biết là cảnh phim rất đẹp và nội dung hấp dẫn. Em theo dõi từ khi mà bộ phim bắt đầu casting và em cũng tham gia casting luôn. Thế nên là em rất là hào hứng và chờ đợi khi Lạc Giới bắt đầu ra mắt vào ngày 17 này. Từ lúc mà có thông tin về bộ phim sẽ ra rạp thì phải nói rằng bộ phim này đã ngay lập tức khiến cho bản thân tôi cũng như là rất là nhiều bạn bè bàn tán xung quanh cái đề tài của bộ phim này. Chắc chắn rằng đây là bộ phim mà khán giả sẽ muốn mua vé để ra rạp. Hy vọng rằng trong buổi công chiếu ngày hôm nay thì tất cả mọi người có mặt ở đây sẽ thật sự thỏa mãn với bộ phim này. Mình nghĩ là đây là một bộ phim sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Thật sự đến bây giờ với cái tâm trạng mình rất là hồi hộp. Mình cũng chưa hình dung được ra là bộ phim sẽ diễn biến như thế nào. Hy vọng là nó sẽ đúng như mình hoặc là vượt quá những cái gì mà mình tưởng tượng, mình suy nghĩ. Ấn tượng của em đối với bộ phim Lạc Giới là đầu tiên là cái tên rất là lạ. Lạc Giới nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Và thêm một cái là cái câu giới thiệu của phim là có trái tim mà không biết yêu thì sống để làm gì, thì em nghĩ là câu nói đấy đã đủ để nói lên một phần nào đó cái nội dung của bộ phim rồi, và hy vọng là tất cả mọi người cũng sẽ đón nhận bộ phim. Tại buổi ra mắt, hơn 800 quan khách đã tham gia giao lưu với đoàn phim và thưởng thức bài hát hit Nỗi Nhớ Vô Hình qua sự thể hiện của đôi song ca, nhạc sĩ Phùng Tiến Minh và ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây là một trong hai ca khúc chính được sử dụng trong bộ phim Lạc Giới. Sự mới lạ trong kịch bản, sự đầu tư kỹ lưỡng trong khâu sản xuất, sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của ekip thực hiện đã tạo ra màu sắc rất riêng cho Lạc Giới. Bộ phim đã gây ấn tượng mạnh đối với khán giả bằng những cảnh quay đẹp lãng mạn, những cảm xúc đặc biệt xoay quanh câu chuyện phim đầy kịch tính. Lạc Giới hứa hẹn sẽ đem đến một sự trải nghiệm không thể nào quên cho khán giả cả nước. Không biết yêu thì sống mới làm gì. Bộ phim nó có nội dung ấy, nó rất là mang cái tính chất nhân đạo và nó có hậu. Thì tôi thấy bộ phim này rất ấn tượng, mang ý nghĩa là nhân văn rất là cao. Có lẽ đây là không phải là một bộ phim quá mới về đề tài, nhưng mà thật sự là một bộ phim đã chạm đến rất là nhiều những cái cảm xúc của con người. Tôi rất là ấn tượng với dàn diễn viên của bộ phim. Các diễn viên đều rất là, có lẽ đây là một cái sự lựa chọn rất là tinh tế của đạo diễn. Đây sẽ là một bộ phim thành công và chúc mừng tất cả ekip và đoàn làm phim của bộ phim Lạc Giới. Sau khi xem phim Lạc Giới thì Jennifer thấy đây là một phim rất là thú vị. Sẽ có rất nhiều khán giả có thể đồng cảm được với bộ phim này. Vì Jennifer tin chắc rằng đây sẽ là một bộ phim mà sẽ được rất nhiều khán giả ủng hộ. Chúc mừng nhà sản xuất Mai Thu Huyền và chúc tất cả ekip của Lạc Giới, chắc chắn bộ phim sẽ gây một tiếng vang rất là lớn, là một bộ phim có một tính chất rất là văn minh, cách xử rất là văn minh và cái đề tài về đồng tính đưa ra rất là nhẹ nhàng và nó thuyết phục bản thân tôi và cũng nhiều khán giả của buổi họp báo ngày hôm nay. Thật sự thì đến tận giờ phút này thì Ngọc Anh vẫn còn cảm thấy rất là xúc động và trong rạp thì Ngọc Anh đã cố gắng để mình không khóc. Đây có lẽ là một trong những bộ phim rất là hiếm hoi của Việt Nam mà làm cho Ngọc Anh xúc động như thế. Những cái tình tiết trong phim vô cùng xúc tích, ngắn gọn và vô cùng lôi cuốn. Điều mà lắng động nhất trong em là cảnh quay của phim rất là đẹp và cái đoạn diễn giữa hai diễn viên nam rất là khác biệt so với tất cả các phim trước đây về gay. Em thì không hiểu lắm về vấn đề của gay, nhưng mà sau khi xem phim này thì em rất là thích những cái cảnh phim và rất là cảm giác như kiểu là cái tâm trí của mình được mở rộng ra về cái thế giới mới của người LGBT. Và em cảm thấy rất là tôn trọng cái tình cảm của họ dành cho nhau. Yeah, it was a really enjoyable movie. Really fun. Rất hay, nhưng thật ba người. Anh rất là thích bộ phim. Bản thân anh nhé, là người trong cộng đồng, anh cũng đã chuẩn bị những cái diễn cảnh xảy ra như thế này. Cho nên là khi mà anh thấy Mai Huyền mà nhìn hai cái người này vừa đau lòng mà vừa cười hạnh phúc cho họ đấy, đặc biệt là cảnh mà Mai Huyền mà múc nước mà hai người đang hạnh phúc ấy,
This is real. Thật luôn ấy, mà thú thật mà nếu mà thật sự có sự hạnh phúc như thế thì nên giữ hạnh phúc như thế, không phá vỡ. Đây, cái sự thỏa hiệp của ba người này rất là quan trọng. Không có ai bên ngoài ba người này có thể phá vỡ được cái sự thỏa hiệp của ba người này cả. Đặc biệt là anh nghĩ là những người phụ nữ trong nên xem phim này, những người phụ nữ mà sợ gọi là homophobic, tức là sợ gay, sợ bisexual nên xem phim này. Bộ phim được chính thức công chiếu từ ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại các cụm rạp trên toàn quốc.